Thưa quý vị, là sau hơn 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, cho tới nay, 100% số xã của huyện Tứ Kỳ được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một xã đạt nông thôn mới nâng cao, và tới nay đã có 22 trên 22 xã của huyện này về đích nông thôn mới. Từ những kết quả trên, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký quyết định công nhận huyện Tứ Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sáng ngày hôm nay, lễ công bố quyết định công nhận huyện Tứ Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận huân chương lao động hạng 3 đã được tổ chức. Ngay sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC16. Theo báo cáo, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Tứ Kỳ trong thời gian qua là hơn 1.600 tỷ đồng. 100% đường huyện, đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa. 100% số xã, thôn, khu dân cư có nhà văn hóa. Về sản xuất nông nghiệp, toàn huyện quy hoạch được 160 vùng sản xuất tập trung, 20 vùng sản xuất lúa gắn với bao tiêu sản phẩm, 65 vùng sản xuất rau màu, đã có 10 sản phẩm OCOP. Từ khi cái sản phẩm này đưa ra, thì cái năng suất cây trồng cũng như mẫu mã và chất lượng sản phẩm là đạt rất cao. Và bên hợp tác xã cũng đang ký kết cùng với doanh nghiệp của Amway để đưa cái bao tiêu cái sản phẩm chuối Việt Gáp này cho bà con trong lễ đón nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Tứ Kỳ cho biết, dù là một trong những huyện có điểm xuất phát thấp trong các huyện của tỉnh Hải Dương, nhưng bằng sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền và người dân địa phương, huyện này đã có sự đổi thay về thu nhập dựa trên thế mạnh sản xuất nông nghiệp. Theo đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 58 triệu đồng một người một năm, tăng khoảng 40 triệu đồng so với 10 năm trước. Chú trọng xây dựng và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô từ 5 hectare trên vùng trở lên cho giá trị kinh tế cao với 160 vùng lúa, diện tích 1.900 hectare tại các xã Minh Đức, Quang Khải, Nguyên Giáp, Hà Thanh và Hà Kỳ. 100% đường trục chính ra đồng được bê tông hóa, cứng hóa, đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận lợi. Rà soát củng cố duy trì các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo sự ổn định bền vững các tiêu chí tạo nền tảng để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hỗ trợ thành lập phát triển doanh nghiệp, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, tạo ra sự đột phá, có năng suất giá trị cao, tạo việc làm cho người nông dân, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Tới nay, toàn huyện Tứ Kỳ đã có 95% số dân có thẻ bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 1%, giảm 13% so với trước khi xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những huyện trọng điểm trong phát triển nông nghiệp của tỉnh Hải Dương với sản phẩm thế mạnh là cây rau màu vụ đông, diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất tỉnh. Trong thời gian tới, huyện Tứ Kỳ đặt mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng đa giá trị, không chạy theo sản xuất quy mô lớn, tăng sản lượng. Thưa quý vị, tại tỉnh Bình Thuận, tình trạng sốt đất lấn chiếm đất rừng trồng ven biển đang có xu hướng gia tăng theo chiều hướng phức tạp. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng xử lý nhiều trường hợp tụ tập thành băng nhóm lén lút vào rừng ven biển chặt phá, cắm trụ bê tông, san ủi, lấn chiếm đất. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã phát hiện xử lý 3 trường hợp lấn chiếm đất rừng trồng với diện tích 2.668m2. Ngoài ra, hàng loạt máy cày, trụ bê tông, rào kẽm gai cũng bị tịch thu. Đơn vị này cũng tiến hành chôn cột mốc ranh giới, rào kẽm gai, lập nhiều bảng cấm khai thác cát nhằm cảnh báo, ngăn chặn, hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép. Công tác tuyên truyền vận động các hộ dân sống gần rừng trồng cung cấp thông tin về các đối tượng lấn chiếm đất rừng khai thác cát cũng được đẩy mạnh nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm. Thưa quý vị, ngày rằm tháng 4 âm lịch không chỉ là ngày sinh của Đức Phật mà còn là ngày Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Sự hy hữu đó được các nước theo Phật giáo tổ chức 3 lễ trong một ngày nên gọi là Đại lễ Tam hợp hay là Đại lễ Vesak. Đại lễ Vesak được Liên Hợp Quốc xác lập là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới, là dịp để Phật tử ôn lại lịch sử của Đức Phật, chiêm nghiệm, đi theo con đường giác ngộ của Ngài để đưa nhân loại đến với hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Qua mỗi mùa đại lễ, Phật giáo Việt Nam càng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cho thấy tinh thần hợp tác vì một thế giới hòa hợp. Mùa Phật đản năm nay, từ Bắc vào Nam, các Phật tử đã có những cách riêng để đón mừng ngày khánh đản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì cái cầu mong duy nhất và lớn nhất của tôi đó là cầu mong cho toàn thể thế giới được hòa bình, sống trên hòa bình,
thế thôi đó, và trong đó là có gia đình mình, có mình. Thời gian qua, đại dịch COVID-19 hoành hành đã khiến nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi trực tiếp của các Phật tử bị hạn chế. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với những cách làm khác nhau đã truyền tải kho tàng hệ thống tư tưởng giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển tới Phật tử trên cả nước. Chúng ta đang trong giai đoạn dịch bệnh nên là chúng ta đã phát triển trên phương diện sách nói, và kênh sách nói chúng tôi rất là phát triển, không chỉ là lan tới hơn mười mấy điểm đọc sách nói, lúc này là chuyển thành văn bản đọc để mọi người học. Lúc này chúng tôi cần nhất là cái sự an ủi về mặt tinh thần, sự nương tựa về tâm lý, nên là được đón nhận rất là cao. Trong bối cảnh nhân loại đã trải qua hơn 2 năm dịch COVID-19 hoành hành, cùng với sự đe dọa của biến đổi khí hậu, xung đột và chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu con người. Mỗi hoạt động trong đại lễ Phật đản không chỉ là sự tôn vinh trí tuệ của Đức Phật, mà còn phát đi thông điệp về hòa bình, lòng khoan dung và thế giới hòa hợp không chiến tranh. Thưa quý vị và các bạn, là trong phiên tư vấn xúc tiến thương mại xuất khẩu mặt hàng thanh long của Việt Nam tới thị trường Australia và New Zealand do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại New Zealand cho biết, ngoài xoài, thanh long và chôm chôm và là các loại hoa quả tươi của Việt Nam như chanh và bưởi đang có nhiều cơ hội được mở cửa vào thị trường New Zealand ngay trong năm nay. Hiện tại, các bộ ngành cơ bản của New Zealand đang hoàn tất các thủ tục để quả chanh xanh và quả bưởi Việt Nam sớm có mặt tại thị trường này. Thời gian dự kiến là ngay trong năm 2022. Trong những năm qua, quan hệ kinh tế và thương mại giữa Việt Nam và New Zealand đang phát triển ổn định, trong đó hợp tác nông nghiệp và thương mại nông sản, bao gồm mở cửa thị trường cho các loại quả tươi là những lĩnh vực được hai bên đặc biệt chú trọng. Với kim ngạch tăng trưởng ấn tượng liên tục từ năm 2014 cho tới nay, thanh long là loại quả xuất khẩu thành công nhất vào New Zealand. Ngoài trái thanh long, Việt Nam, đại diện một số nhà phân phối lớn tại New Zealand bày tỏ mong muốn được nhập khẩu thêm nhiều loại trái cây tươi khác từ Việt Nam. Thưa quý vị, là số liệu từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VForest cho biết là kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 4 tháng đầu năm 2022 đạt 5,48 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 4,9% so với cùng kỳ của năm 2021, và dự báo là xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong nửa đầu của năm 2022 là có thể tăng từ 5 cho tới 8%. Triển vọng về xuất khẩu đang tạo đà cho doanh nghiệp ngành gỗ tăng trưởng mạnh. Không chỉ kín đơn hàng đến hết quý 3 của năm 2022, một số doanh nghiệp gỗ cũng đã chốt xong đơn hàng đến hết năm 2022. Các doanh nghiệp này được kỳ vọng là tăng trưởng tốt nhờ xuất khẩu khả quan trong năm nay. Hiện tại thì hầu hết các mặt hàng nội thất bằng gỗ xuất khẩu đều tăng mạnh, dẫn đầu là nội thất phòng khách, phòng ăn và tiếp đến là nội thất phòng ngủ. Bên cạnh đó là bức tranh xuất khẩu gỗ trở nên tươi sáng nhờ thông tin hỗ trợ từ đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả. Giai đoạn năm 2021-2030, mục tiêu của đề án hướng tới giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 và đạt 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Thưa quý vị, do Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách Zero Covid, việc xuất khẩu vải thiều sang thị trường này đang có nhiều hạn chế. Do vậy, để chủ động làm các thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đón được các thương nhân Trung Quốc sang khảo sát, ký kết và thu mua vải thiều, hiện Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an đã đồng ý cho gần 200 thương nhân Trung Quốc đến và làm việc trước tại tỉnh Bắc Giang để lên phương án tiêu thụ cho vụ vải năm nay. Chính quyền huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết Cục Quản lý nhập cảnh Bộ Công an đã đồng ý cho 103 thương nhân Trung Quốc sang thu mua vải thiều và có khoảng 96 doanh nhân đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đăng ký để sang thu mua vải thiều. Năm nay, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ về dịch COVID-19, thị trường Trung Quốc cũng có những đòi hỏi khắt khe có tính hơn về chất lượng vải thiều, đặc biệt là nguồn gốc xuất xứ và mã số vùng trồng, mã số đóng gói. Năm 2022, diện tích trồng vải thiều trên địa bàn huyện Lục Ngạn là 15.750 ha. Do thời tiết thuận lợi nên dự báo năm nay vải thiều sẽ được mùa với tổng sản lượng khoảng 95.000 tấn và có chất lượng tốt nhất từ trước tới nay. Theo tiểu thương tại các chợ đầu mối, hiện tại thì giá trứng gia cầm tại các tỉnh miền Tây đang rủ nhau tăng giá từ trứng gà tới trứng vịt, trong đó trứng gà ta giá từ 4.000 đến 4.400 đồng một quả. Nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm từ 2.000 đến 5.000 đồng một chục 10 trứng so với cách nay khoảng một tháng và đang ở mức khá cao.
Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, trứng gà công nghiệp và vịt ta được nhiều nông dân bán buôn cho thương lái ở mức từ 21.000 đến 24.000 đồng một chục trở lên. Giá trứng vịt tươi, tức vịt ta, đang được bán lẻ tại nhiều chợ, siêu thị và điểm kinh doanh ở mức từ 29 đến 35.000 đồng một chục. Trứng vịt lộn ở mức 40 đến 42.000 đồng một chục. Trong khi đó, giá trứng gà công nghiệp đang được bán lẻ tại nhiều nơi từ 30 đến 36.000 đồng một chục. Trứng gà ta có giá từ 40 đến 44.000 đồng một chục. Giá trứng gia cầm tăng do nguồn cung giảm và nhu cầu tiêu thụ ở mức cao, cũng như do ảnh hưởng bởi các chi phí đầu vào phục vụ chăn nuôi tăng. Vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình hồi phục sau đại dịch, trong quý 1 xuất khẩu tôm tăng hơn 40% so với cùng kỳ các năm, hướng đến mục tiêu cán mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Cơ quan chức năng phạt 4 tổ chức xả thải gây ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải với tổng số tiền là 740 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả. Trong ngày thứ hai bắt đầu công bố dịch COVID-19 tới quốc tế, Triều Tiên tiếp tục báo cáo thêm 300.000 ca mắc có triệu chứng và 15 ca tử vong. Thưa quý vị, với tốc độ tăng trưởng 5% một năm, xuất khẩu tôm là át chủ bài trong nhóm xuất khẩu thủy sản. Tuy nhiên, trong những năm qua, ngành hàng này liên tục gặp khó do giá thành sản xuất cao, chất lượng không đồng đều, thị trường truyền thống liên tục trồi sụt về nhu cầu. Điều đáng mừng là từ đầu năm đến nay, ngành hàng này tăng trưởng ấn tượng. Thậm chí trong quý 1, xuất khẩu tôm tăng hơn 40% so với cùng kỳ các năm. Các chuyên gia dự báo ngành hàng này có thể đạt mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam FASEP, quý 1 năm nay, xuất khẩu tôm đạt gần 955 triệu đô la Mỹ, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 2, xuất khẩu tôm sẽ tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Như vậy, xuất khẩu tôm năm 2022 sẽ có cơ hội lần đầu tiên vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của tôm Việt Nam là Mỹ với kim ngạch 195 triệu đô la Mỹ trong quý 1. Tiếp theo là Nhật Bản hơn 113 triệu đô la Mỹ và EU hơn 159 triệu đô la Mỹ. Cơ hội xuất khẩu tôm của Việt Nam là rất lớn khi các quốc gia đang dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới và bình thường hóa các hoạt động kinh tế xã hội sau COVID-19. Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp xuất khẩu chế biến tôm tại Việt Nam vẫn chủ động đón thời cơ, giúp ngành hàng phục hồi tốt trong năm 2022 này. Cùng với đó, để có thể tiếp tục giữ vững và phát huy lợi thế phát triển này, ngành tôm Việt Nam cũng củng cố liên kết chuỗi, đồng bộ các giải pháp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn cao của thị trường nhập khẩu, tận dụng tối đa các lợi thế để có thể giữ vững được uy tín và thương hiệu tại các thị trường tiềm năng. Những tháng gần đây, các đơn hàng tôm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã được các doanh nghiệp tập trung vào tôm sú nguyên con cỡ lớn, tôm sống luộc, những mặt hàng người Trung Quốc ưa chuộng và ít đối thủ. Điều này đã giúp cho ngành tôm Việt Nam vẫn phục hồi tăng trưởng tới 14%, dù Trung Quốc vẫn đang nhất quán chính sách Zero Covid hà khắc. Covid lại trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc, không chỉ ảnh hưởng đến thương mại mà cả sản xuất thủy sản của nước này cũng bị ảnh hưởng, khiến cho sản lượng giảm. Do vậy, Trung Quốc càng phải tăng cường nhập khẩu. Ngoài ra, giá thủy sản xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh là cái yếu tố chính để thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc tăng. Mặt hàng tôm chiếm 29% xuất khẩu sang Trung Quốc và đạt 106 triệu đô la, tăng gần 70%. Giá tôm trung bình xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc trong quý 1 năm nay đạt 8,64 đô la 1 kg, tăng 36%. Song song với câu chuyện thị trường, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cũng đã chuyển mình, giành thế chủ động trong các đơn hàng. Là nước xuất khẩu tôm đứng thứ 3 thế giới, nhưng sản xuất con giống của các doanh nghiệp ngành tôm vẫn phụ thuộc vào nguồn tôm bố mẹ nhập khẩu. Vì vậy, khi đứng trước cơ hội xuất khẩu tiềm năng của ngành tôm, doanh nghiệp này đã mạnh dạn đầu tư cho chuỗi sản xuất nhằm có được nguồn nguyên liệu đảm bảo phục vụ cho các đơn hàng xuất khẩu. Xây dựng những cái khu phức hợp thì gồm có như là sản xuất tôm giống, sản xuất tôm bố mẹ, rồi sản xuất thức ăn, khu nuôi công nghệ cao trong nhà kính, rồi nhà máy đông lạnh để đóng gói xuất khẩu. Thì làm như vậy thì nó mới đủ một cái chuỗi để tạo ra được cái truy xuất nguồn gốc. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần nhanh chóng quy hoạch vùng nuôi tôm theo từng quy mô, từng địa phương, tạo sự thuận lợi cho việc đầu tư, ứng dụng các thành tựu vào nuôi tôm.
Ngoài ra, để tiếp đà tăng trưởng, ngành tôm cần tận dụng các cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường chủ lực như EU, Vương quốc Anh, Nhật Bản hay Mỹ.